những thực vật trên người Mỹ và người Hàn Quốc được công bố trên báo Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Năm 2013, ra mắt dòng sản phẩm BodyKey by Nutrilite và TrueVBT by Nutrilite gồm những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng giúp kiểm soát cân nặng và làm đẹp từ bên trong. Sản phẩm Nutrilite có mặt tại hơn 64 quốc gia trên thế giới. Năm 2014, Nutrilite tổ chức kỷ niệm 80 năm giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn nhờ chế độ dinh dưỡng tốt hơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn vì các bạn chính là những sản phẩm tốt nhất của sản phẩm và giúp Nutrilite đạt được vị trí là nhãn hàng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng có doanh thu đứng đầu thế giới. Chăm sóc đất đai, chăm sóc con người. Karen Bo, nhà sáng lập Nutrilite. Tinh hoa từ khoa học, tinh túy từ thiên nhiên, một cơ hội để phát triển rực rỡ. Tôi thích ngắm nhìn những bông hoa bung nở rực rỡ. Không chỉ là cỏ linh lăng, robina hay bông cải, tôi cũng thích ngắm nhìn những con người căng tràn sức sống, sức sáng tạo. Và nơi này đã giúp tôi thỏa mãn niềm đam mê của mình. Nông trại Nutrilite, El Petaco, Mexico. Tôi thật sự không thể kể hết lý do vì sao tôi lại gắn bó với công việc này. Có một sự gắn kết mạnh mẽ giữa đất đai và con người sinh trưởng nơi đây. Mọi người yêu nông trại của họ. Và khi sâu chuỗi các yếu tố này với nhau, với canh tác hữu cơ, chúng tôi biết rất rõ những gì chúng tôi đang làm đã góp phần đưa thực phẩm bổ sung của chúng ta nổi tiếng trên toàn thế giới. Chúng tôi là một phần của một bức tranh, và tôi thích ngắm nhìn bức tranh ấy. Nutrilite cùng với tất cả các thành phần tinh túy, chúng tôi đang làm việc như một đại gia đình nhằm chăm sóc sức khỏe của mọi người. Chúng tôi luôn tìm cách gìn giữ sự tự do, gia đình, hy vọng và tưởng thưởng. Và các bạn đã trông thấy những con người đang cần các giá trị ấy. Họ chỉ đang chờ cơ hội để phát triển rực rỡ. Công ty đang giúp chúng tôi thực hiện điều đó ở vùng đất xa xôi này. Thank you.
cần dưỡng chất từ thực vật. Bạn có biết trái cây và rau củ chứa các thành phần có giá trị dinh dưỡng rất cao, được gọi là dưỡng chất thực vật, phytonutrient. Phyto theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là thực vật, nutrient có nghĩa là những dưỡng chất của sự sống. Mỗi màu sắc của thực vật đều đem đến những lợi ích cho sức khỏe, bao gồm trái cây và rau quả màu tím giúp tăng cường sức khỏe của não bộ, trái cây và rau củ màu cam tốt cho đôi mắt, trái cây và rau củ màu xanh tốt cho hoạt động của tế bào, trái cây và rau củ màu đỏ tốt cho sức khỏe tim mạch, trái cây và rau củ màu trắng giúp hỗ trợ sức khỏe xương và khớp. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải ăn đa dạng các loại trái cây và rau củ với khẩu phần hợp. Nền tảng sức khỏe phụ thuộc rất nhiều vào lượng rau củ quả bạn ăn vào mỗi ngày. Mức khuyến nghị tối thiểu là 400 gram. Nhưng có một bí quyết còn quan trọng hơn, đó là chọn rau củ quả đủ 5 sắc màu để tăng cường tối đa dưỡng chất thực vật. Rau củ quả màu xanh lý tưởng cho sức khỏe tế bào và hệ miễn dịch. Rau củ quả màu trắng hỗ trợ sức khỏe xương khớp. Rau củ quả màu đỏ bảo vệ sức khỏe tim mạch. Rau củ quả màu tím cải thiện chức năng não bộ. Rau củ quả màu cam tăng cường thị giác. Trên thực tế, luôn có sự chênh lệch đáng kể giữa mức khuyến nghị tối thiểu và thói quen ăn uống hàng ngày làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Nutrilite mang đến giải pháp bổ sung vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Thực phẩm chức năng viên nén Nutrilite Double X chứa 18 loại bột đông khô thực vật, 12 vitamin, 9 khoáng chất, giúp tăng cường sức khỏe, giảm mệt mỏi, suy nhược, kém ăn, hỗ trợ hồi phục sức khỏe sau khi bệnh. Bạn không ăn uống đủ lượng vi chất được khuyến nghị? Thực phẩm chức năng viên nén Nutrilite Double X giúp bạn cải thiện tình trạng thiếu hụt trên. Đủ hàm lượng, nhiều sắc màu, giàu sức sống, mở cửa tương lai. Các cô bác anh chị, trong buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Hôm nay Việt Anh rất là vui được làm MC kết nối cô bác anh chị với chủ giảng rất là xinh đẹp và có nhiều kiến thức ngày hôm nay. Và Việt Anh lời đầu tiên Việt Anh cho phép được giao lưu và làm quen với các cô bác anh chị. Các cô bác anh chị có thể nhắn lên khung chat là mình đến từ các địa phương nào không ạ, để Việt Anh có thể làm quen không ạ? Vâng, bác Quý đến từ Hà Nội ạ. Bạn Hiếu đến từ Hòa Bình ạ. Vâng, chào các anh chị. Vâng, hôm nay chúng ta có rất quy tụ ở trong Zoom của chúng ta rất nhiều các cái tỉnh thành và quận huyện khác nhau. Việt Anh xin được làm quen với tất cả cô bác và các anh chị. Việt Anh xin tự giới thiệu và làm quen với mọi người. Tên đầy đủ là Trịnh Thị Việt Anh. Hiện nay thì Việt Anh cũng đang phân phối sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động. Và rất là vui lại được gặp gỡ các cô bác anh chị trong phòng Zoom buổi tối ngày hôm nay trong chuỗi chương trình dự án sức khỏe. Chúng ta đã đi với nhau cùng một thời gian chặng đường cũng khá là dài rồi đúng không ạ? Và hôm nay chúng ta lại cùng nhau gặp gỡ tại đây để quan tâm và nghe chia sẻ một chủ đề cực kỳ là cần thiết và cực kỳ là rất là bổ ích. Và chủ đề đó là gì? Chủ đề đó có liên quan gì đến sức khỏe của chúng ta và đóng vai trò như thế nào nâng cao sức khỏe, nhất là trong mùa dịch bệnh như vậy. Vậy thì hôm nay Việt Anh xin giới thiệu một vị khách mời. Chị là một nhà phân phối của dòng dinh dưỡng chủ động, rất có nhiều kinh nghiệm. Xin mời chị Trần Thị Thảo ạ. Xin chào tất cả các cô bác và các anh chị có mặt ở trong buổi tối tuyệt vời hôm nay. Thảo không biết là mọi người có nghe rõ Thảo nói không ạ? Vâng, nếu mà mọi người nghe rõ Thảo nói thì mọi người bình luận ở chat số 1 cho tiếp Thảo để Thảo biết là cái đường truyền với nhà Thảo đã ổn định ạ. Vâng, cảm ơn anh Tùng, cảm ơn Hiếu Hoàng. Vâng, cảm ơn cô Quý, cảm ơn mọi người. Thảo xin tự giới thiệu, họ tên đầy đủ là Trần Thị Thảo. Thảo thì đang sống cùng với gia đình tại thủ đô Hà Nội. Và rất là vinh dự hôm nay ở trong cái chuỗi dự án chăm sóc sức khỏe chủ động có mặt ở đây để giao lưu với cùng với cô bác và anh chị một cái chủ đề rất là quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe
của bản thân cũng như gia đình. Vâng, và không biết là mọi người ở trong phòng Zoom thì mọi người đã ăn tối ở chưa ạ? Vâng, hôm nay là một ngày, ngày mai là ngày phụ nữ Việt Nam. Và hôm nay thì chắc là cũng rất là nhiều người đang tất bật với các cái khâu đến để chúc mừng mẹ, rồi chúc mừng đến những người phụ nữ thân yêu của chúng ta. Nhưng mà rất là vui khi mà có mặt nhận được sự hưởng ứng của các cô bác anh chị ở trong phòng Zoom tối hôm nay. Và Thảo cũng xin chúc cho các bà, các mẹ, các cô, các bạn ở trong phụ nữ ở trong phòng Zoom trong hôm nay sẽ có một ngày lễ thật là vui vẻ và cho một cái sức khỏe dồi dào ạ. Vâng, và Thảo cũng hy vọng là cái buổi chia sẻ của Thảo ngày hôm nay sẽ mang đến những giá trị bổ ích cho các cô bác và anh chị. Thảo xin phép và chia sẻ, cũng thấy rằng là mình rất là may mắn khi được đồng hành cùng với các anh chị có rất là nhiều kiến thức trong cái chương trình dự án chăm sóc sức khỏe chủ động. Và cái chương trình này thì cũng đã giúp cho rất là nhiều anh chị em ở trong cộng đồng hiểu hơn về những cái kiến thức cơ bản để có thể chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thực sự là rất là thấy, cảm thấy rất là vui mừng ạ. Và theo như các bác anh chị á, thì cái sức khỏe của chúng ta á, thì sẽ dựa vào những cái yếu tố nào ạ? Sức khỏe của mỗi chúng ta thì sẽ dựa vào những cái yếu tố nào ạ? Đây, Thảo sẽ đi qua, điểm qua những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến sức khỏe theo cái Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố. Về di truyền thì chỉ chiếm 15%, khí hậu 7%, xã hội là 10%. Khi có bệnh đến bác sĩ, nhưng mà chỉ có là bác sĩ chỉ có ở trong chiếm 8% trong cái việc ảnh hưởng đến yếu tố sức khỏe. Còn cái tự giữ gìn sức khỏe là chiếm thị trọng lớn nhất trong các yếu tố, nó chiếm đến 60% ạ. Vậy thì cái sức khỏe của bản thân chúng ta sẽ phải dựa vào ai ạ? Vâng, Thảo sẽ điểm qua đến những cái nguyên nhân mà gây ra bệnh tật. Hiện nay thì có phải là những cái báo động về thực phẩm bẩn, thực phẩm bẩn và đang các cấp nhà nước ở Việt Nam cũng rất là đau đầu, chưa có những cái biện pháp thật sự là hữu hiệu để kiểm soát được cái thực phẩm bẩn. Vì vậy mà Thảo và mọi người có phải là đang sử dụng những cái thực phẩm mà vô tình đang đưa những cái thực phẩm mà không tốt đi vào trong cơ thể chúng ta không ạ? Đây là một trong những yếu tố quan trọng mà để gây ra nhiều cái tình trạng bệnh tật hiện nay. Thứ hai nữa là không khí ô nhiễm. Thì hiện nay thì thủ đô Hà Nội là được xếp vào loại mức độ ô nhiễm thứ hai trên thế giới. Cho nên là một cái sự báo động đỏ cho cái việc không khí của thủ đô Hà Nội ạ. Và chúng ta hàng ngày đang phải hít thở những cái nguồn không khí đang ô nhiễm trầm trọng. Với những cái thời đại hiện đại, cho nên là công việc áp lực, những cái căng thẳng stress là những cái yếu tố rất là quan trọng cho việc ảnh sức khỏe. Ngoài ra với những cái ý thức lười vận động, không có cái thói quen vận động thường xuyên, và Việt Nam là một trong những đất nước mà cái thói quen vận động là thực sự là rất là ít ạ. Rồi cái việc là sử dụng những cái sản phẩm ăn nhanh nữa, nó sẽ gây rất là nhiều cái yếu tố không tốt để ảnh hưởng đến sức khỏe. Nguồn nước thì ô nhiễm ạ. Hiện nay thì theo Thảo được biết ở chính phủ Việt Nam đã sử dụng rất là nhiều các cái dự án lớn để cố gắng cải thiện cái nguồn nước ở tại thủ đô, cũng như rất là nhiều cái nguồn nước đến những nguồn nước sạch đảm bảo cho người dân Việt Nam. Nhưng mà nó chưa phải là một trong những cái giải pháp hữu hiệu, và đến hiện nay thì đấy cũng là một trong những cái vấn đề cần giải quyết của chính phủ. Và có một cái yếu tố mà có thể nhiều người không để ý đến, nhưng mà yếu tố về việc là ngủ nghỉ ạ. Thức khuya là một trong những cái vấn đề làm cho sức khỏe bị ảnh hưởng, và sẽ đến một thời gian nào đó bản thân chúng ta sẽ cảm nhận rất là rõ rệt. Đây là một trong những cái biểu hiện của việc là lối sống không lành mạnh. Còn có thể có một số cái mà mọi người cũng không để ý luôn là những cái cảm xúc ạ. Có phải là bây giờ thì con cái đang học online, nhiều bà mẹ cũng phải rất là vất vả, bố mẹ rất là vất vả trong cái việc là hỗ trợ các con học hành, và có những lúc là quát tháo rồi sẽ gây ra những cái không tốt. Và mình không biết được rằng là những cái cảm xúc đó nó cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu như mà sợ hãi thì gây ảnh hưởng đến thận, nếu mà suy nghĩ nhiều ảnh hưởng dạ dày, căng thẳng hại tim,
và có nhiều cái vấn đề khác nữa mà ảnh hưởng rất nhiều đến các cái sức khỏe, các bộ phận khác trong cơ thể. Vậy thì sức khỏe sẽ dựa vào ai ạ? Theo các bác anh chị, sức khỏe dựa vào ai ạ? Có phải là chữa bệnh thì dựa vào bác sĩ, còn phòng bệnh thì phải dựa vào bản thân? Cho nên là trước ông bà, ông cha ta đã nói rồi, không bao giờ sai, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và với cái lối sống hiện đại đến thời điểm này thì sẽ có người ta đang, các bác sĩ đang có những cái câu nói rất là đi vào những cái truyền thông ấy, là sau tới đây với những nền tiên tiến mới thì người ta sẽ giúp cho bệnh nhân phòng bệnh, không phải là phải đến để quá tải tình trạng bệnh viện như hiện nay. Và những yếu tố mà tạo ra sức khỏe tối ưu thì Thảo cũng có bác anh chị điểm lại những cái yếu tố tạo ra sức khỏe tối ưu. Không biết ở đây có các bác anh chị nào quan tâm đến những vấn đề này không ạ? Và có đã áp dụng như nào thì có thể điểm cho Thảo là những yếu tố nào mà tạo ra sức khỏe tối ưu cho mình được ạ? Có phải là mình phải cố gắng có một cái lối sống lành mạnh? Lối sống lành mạnh là bao gồm những cái gì? Tinh thần lạc quan, ngủ nghỉ đúng giờ và thói quen ăn uống điều độ. Một cái khía cạnh mà rất là quan trọng, và trong cái thời lúc mà dịch Covid thì chắc đã là một cái báo động đỏ để cho tất cả các người dân ở Việt Nam đều nâng cao ý thức rất là tốt hơn về cái việc tỷ lệ vận động tại Việt Nam nó được nâng cao. Đấy là việc thể dục thể thao hợp lý và điều độ. Có một cái yếu tố mà thực sự rất là quan trọng, và mấy năm qua với cái việc nền kinh tế Việt Nam phát triển thì con người Việt Nam và nhân dân Việt Nam cũng đã rất rất để ý đến một cái yếu tố, đấy là dinh dưỡng hợp lý. Trước thì chỉ cần là ăn ngon mặc đẹp, đó là có thời điểm là trước đây ăn ngon mặc đẹp, nhưng mà đến thời điểm này, hiện nay và sau này thì chúng ta đang dần đến với cái là ăn tinh mặc mốt rồi đấy ạ. Và đây là một cái video mà sẽ giúp cho các bác anh chị biết được là cái phần chia sẻ một cái yếu tố rất là quan trọng với sức khỏe của bản thân mỗi người sẽ là cái yếu tố gì. Cô bác anh chị cùng theo dõi. Đúng rồi, qua video này thì có bác và anh chị có nhìn thấy không ạ? Một cái yếu tố mà Thảo muốn nhắc đến trong cái buổi giao lưu, buổi chia sẻ ngày hôm nay đấy là protein. Và có phải là bây giờ trong các cái bài học của các con trẻ lớp 4 là con gái Thảo đã được tiếp cận với các chất là hình thành lên cơ thể. Và các con được có cô giáo trong môn khoa học ấy, chỉ cho các con là ăn uống như thế nào là hợp lý. Vậy thì đến bây giờ là gần như đã được phổ cập về các kiến thức về dinh dưỡng cho các từ bậc tiểu học rồi ạ. Vậy thì cớ sao mà chúng ta lại không quan tâm là làm sao để có được một cái sức khỏe tối ưu ở dựa vào những yếu tố nào? Và protein là một cái chất rất là quan trọng cho cái việc hình thành nên cơ thể, cũng như là quan trọng cho tất cả những việc để tạo ra một cái sức khỏe tối ưu. Và hôm nay Thảo sẽ cùng với các bác anh chị tham qua giao lưu về cái protein, và sẽ đi qua về cái protein là gì, vai trò của protein đối với cơ thể, lượng protein cần cung cấp hàng ngày là như thế nào, tại sao cần bổ sung protein thực vật vào chế độ ăn hàng ngày, và chúng ta cùng tìm hiểu và protein chất lượng cao là protein như nào. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến một cái sản phẩm, đấy là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite protein thực vật của nhãn hàng Nutrilite. Thực phẩm và thêm nữa là một cái sản phẩm protein từ Nutrilite nhưng mà có vị sô-cô-la. Chúng ta sẽ cùng đi qua về kiến thức tổng quan về protein. Vậy thì protein là gì? Protein nó là hợp chất hữu cơ có chứa nitơ với đơn vị cấu thành là các axit amin. Và các cái cơ thể protein thì ở trong cơ thể mỗi con người nó chiếm tỷ trọng từ 10% đến 20%, cho nên nó là một cái chất cực kỳ quan trọng. Nó và nhưng mà
cơ thể chúng ta ấy thì không thể tổng hợp và sản sinh ra loại chín loại axit amin thiết yếu được, mà nó phải được cung cấp từ thực phẩm. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm là cái protein là gồm những cái loại protein như thế nào. Protein thì bao gồm là hai loại: protein hoàn chỉnh và protein không hoàn chỉnh. Protein hoàn chỉnh thì nó có nguồn gốc từ động vật như thịt, cá, trứng, sữa, vân vân, cung cấp đủ 9 cái loại axit amin. Nhưng mà cái phần hạn chế của nó thì như thế nào ạ? Các anh chị có biết không ạ? Có phải là chúng ta sẽ được khuyến cáo rằng là không nên ăn quá nhiều các cái đạm từ động vật đúng không ạ? Và bởi vì là hạn chế của nó là nó có nhiều chất béo bão hòa và lactose và cholesterol, cho nên là nó sẽ có những cái hạn chế cho cái việc là ảnh hưởng đến sức khỏe ạ. Còn cái protein không hoàn chỉnh thì nó là ở đâu? Protein không hoàn chỉnh thì nó có nguồn gốc thực vật như đậu, rồi lúa mì vân vân. Và nhưng mà ở cái loại protein không hoàn chỉnh thì nó không cung cấp đủ chính là axit amin thiết yếu. Nhưng mà nó lại có một cái tốt cho các loại protein từ thực vật, đấy là không chứa lacto, ít cholesterol và các chất béo bão hòa. Đó. Vậy thì có phải là các bác anh chị đã phân biệt được thêm là mình nên lựa chọn cái protein như thế nào đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi xem một cái mà có cái hàm lượng protein nhiều ở trong thực vật, đấy là đậu nành. Đậu nành là một cái thực vật mà nó quá quen thuộc với người dân Việt Nam. Gần như mỗi gia đình đều có những cái thói quen là sử dụng đậu nành, từ các cái chế phẩm từ đậu nành rất là nhiều. Ví dụ như đậu phụ ạ, là chế phẩm là đấy, rồi sữa đậu nành. Và không phải là chúng ta biết rằng là đậu nành có rất nhiều đạm, nhưng mà cái lượng đạm mà cụ thể là nó là 34g 40g protein trên 100g trọng lượng của đậu nành đấy ạ. Nó là một thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng và hạn chế tối thiểu cái chất béo bão hòa và cholesterol xấu. Vai trò của protein đối với cơ thể thì như thế nào? Ở đây á, protein nó rất là quan trọng với vai trò hình thành cấu trúc cơ thể, duy trì và sửa chữa các mô của tế bào, điều hòa chuyển hóa nước và cân bằng kiểm toán. Thành phần quan trọng tạo nên các hormone và enzyme. Protein còn tham gia vận chuyển các chất dinh dưỡng, tổng hợp nên kháng thể, giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn, cung cấp cái năng lượng cho cơ thể. Đó, vậy thì vai trò của protein là thực sự rất là lớn đối với cơ thể chúng ta. Vậy thì làm cách nào mà để chúng ta có được những cái chất lượng protein tốt cho cơ thể, cũng như là làm sao chúng ta thấy được, biết được rằng cái hàm lượng protein cho vào cơ thể của mình đã hợp lý hay chưa? Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi nhé. Vậy thì chúng ta sẽ điểm qua. Vậy cô bác anh chị có biết rằng là nếu như có những dấu hiệu nào mà để chúng ta nhìn thấy là chúng ta thấy đang có thiếu protein không ạ? Thảo thì có hay chia sẻ với bạn bè, bây giờ đến tầm tuổi của Thảo là sau 35 tuổi là phụ nữ có nhiều cái dấu hiệu bắt đầu lão hóa. Và một trong những cái dễ nhận biết nhất á, là Thảo thấy là nhiều bạn rất là than phiền về vấn đề là tóc gãy rụng rất là nhiều luôn ạ. Ở đây á, thì khi thiếu protein á, thì có những dấu hiệu cơ bản như sau: cơ thể thấy mệt mỏi, suy nhược và thiếu tập trung, trùng nhão cơ, suy giảm hệ miễn dịch, tuần hoàn hô hấp, chậm phát triển, tư duy kém ở trẻ em. Đó. Vậy thì cái này là nó sẽ rất là quan trọng, ảnh hưởng rất là lớn đến tất cả những cái yếu tố trong cái mà sức khỏe của bản thân. Vậy thì cái lượng protein cần cung cấp hàng ngày như thế nào? Theo khuyến nghị của WHO thì người bình thường cần 0,8 đến 1 gram protein trên 1 kg trọng lượng cơ thể trên một ngày. Và ở Việt Nam ấy, thì tại sao cần bổ sung protein thực vật? Bởi vì là tại Việt Nam thì 52,7% người Việt Nam trưởng thành ăn thiếu rau củ quả so với khuyến cáo của WHO. Tối thiểu là 400 mg trên một ngày, nhưng mà người Việt Nam thì chủ yếu là đang chú trọng vào cái lượng thịt, và lượng thịt thì được tiêu thụ gấp 2-3 lần lượng rau củ quả trong một ngày. Và khi mà chúng ta sử dụng với các cái loại đạm động vật và lượng protein mà hoàn chỉnh với cái lượng cao ấy, nó quá so với tiêu chuẩn, thì chúng sẽ gây ra những cái bệnh như là dễ mắc bệnh béo phì, gan nhiễm mỡ, tăng nguy cơ cái mắc bệnh về gút, rồi nguy cơ mắc bệnh ung thư rất là cao.
Và tại sao cần cái bổ sung cái protein thực vật? Thì chúng ta sẽ biết rằng là kết hợp mà protein mà từ thực vật ấy mà để có cái chất lượng cao thì nó phải kết hợp nhiều cái loại thực vật, và để nó cung cấp cho đủ cái 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể chúng ta không thể tự tổng hợp được. Đó. Lợi ích của protein thực vật là hàm lượng chất béo thì thấp, ít cholesterol, hiệu quả trong việc phòng ngừa các bệnh về tim mạch, béo phì, giảm cái lượng cholesterol trong máu. Đó, cho nên là chúng ta sẽ nhìn xem và cái khuyến nghị phối hợp cân đối protein động vật và thực vật cho từng lứa tuổi như thế nào. Không phải là tất cả các lứa tuổi đều có những cái khuyến cáo giống nhau. Ở đây á, với trẻ em chưa trưởng thành á, thì khuyến cáo là protein động vật là chiếm phải là chiếm từ 50-70%. Còn với người đã trưởng thành thì chỉ cần là từ 25-30% thôi. Vậy thì chúng ta như Thảo và các cô bác anh chị phải tìm cho mình một cái loại protein nào mà để thay thế các cái loại protein mà mình đang dùng hàng ngày từ trước đến nay. Và với cái protein chất lượng cao á, thì chúng ta cần phải ăn đủ lượng protein và cân đối protein động vật, protein thực vật để làm sao đó nó được hấp thu một cách tốt nhất. Vậy thì cô bác anh chị thử xem cùng với Thảo xem là protein chất lượng cao thì được định nghĩa như thế nào. Protein chất lượng cao nó là các protein dễ dàng được tiêu hóa, ít chất béo, bão hòa cholesterol, là protein hoàn chỉnh, chứa các axit amin thiết yếu cho cơ thể. Và chỉ số đánh giá chất lượng protein là PDK là bằng 1, tức là chỉ số hấp thu đấy ạ. Là cứ mỗi 1 gram protein đi vào trọng lượng thì nó hấp thu 100%. Sử dụng protein từ động vật nhiều hơn thực vật thì làm nó sẽ không tốt, bởi vì cái nguồn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn, nó là một cái cảnh báo trên các cái trang thị trường cũng như trang người tiêu dùng của Việt Nam rất là nhiều năm nay rồi ạ. Vậy thì đâu là giải pháp tốt nhất? Theo cô bác anh chị đã có ở đây, đã có ai đã quan tâm đến những cái sản phẩm protein bổ sung cho cơ thể và gia đình chưa ạ? Thử xem là ở trong phòng Zoom hôm nay thì các cô bác anh chị nào đã từng mà có quan tâm hoặc đã từng sử dụng những cái sản phẩm protein nào để hỗ trợ thêm cho những cái thiếu hụt ở trong cơ thể ạ, và thay thế những cái protein động vật ạ? Thảo xin phép chia sẻ lại cái màn hình đi ạ, vì đang có một cái tí trục trặc. Vậy thì chúng ta sẽ tìm một cái giải pháp và tìm một cái nguồn nào đó, nhưng mà chúng ta phải quan tâm đến cái thương hiệu nó được hình thành như thế nào và cái sản phẩm nó như thế nào, đúng không ạ? Thì cô bác anh chị sẽ cùng Thảo xem qua video dưới đây. Tại sao chọn Nutrilite? Nutrilite là nhãn hiệu tiên phong về thực phẩm bổ sung dưỡng chất thực vật từ năm 1934. Với 80 năm dẫn đầu về khoa học và nghiên cứu, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Nutrilite chứa những thành phần phytonutrient tốt nhất và hiệu quả nhất. Quy trình sản xuất độc quyền từ khâu chọn hạt giống đến thành phẩm của Nutrilite giúp đảm bảo cung cấp phytonutrient trong bột đông khô thực vật với hàm lượng cao, giúp tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng cao và đáng tin cậy. Đó là cầu nối giúp cân bằng lượng dinh dưỡng thiếu hụt. Nutrilite giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn. Đó là lý do tại sao Nutrilite là nhãn hiệu vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 thế giới. Ở đây đã có ai được biết về thương hiệu Nutrilite rồi ạ? Vâng, xin các cô bác Thảo sẽ điểm qua một số cái điểm nổi bật của thương hiệu Nutrilite. Thực tế thì Thảo và gia đình Thảo đã được sử dụng cái thương hiệu Nutrilite hơn 5 năm rồi, đồng hành trong cái việc bảo vệ sức khỏe gia đình cũng như nâng cao sức khỏe miễn dịch cho gia đình Thảo hơn 5 năm. Cho nên Thảo rất là tin yêu, vì là mình tìm hiểu rất là kỹ, cái này rất là tin yêu với cái dòng sản phẩm dinh dưỡng Nutrilite. Và thương hiệu Nutrilite á, nó tại sao nó lại được, nó lại tốt, là bởi vì nó là một cái thương hiệu mà có hơn 85 năm phát triển ở trên thế giới rồi ạ.
Thứ hai là nó kết hợp tinh hoa từ khoa học và tinh túy từ thiên nhiên. Nó là một cái thương hiệu dinh dưỡng mà hơn 10 năm qua làm dinh dưỡng với lượng tiêu thụ ở số 1 toàn cầu. Cái thương hiệu Nutrilite nó sở hữu nông trang hữu cơ. Nó là nguồn nguyên liệu từ những cái nông trang hữu cơ được chứng nhận. Hơn nữa là từ cái hạt giống đến thành phẩm thì dưới một cái quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng khép kín ạ. Rồi nó đạt chứng nhận NutriCert và có một cái độc quyền của Nutrilite, đấy là chính là dưỡng chất thực vật, tiên phong sử dụng cái dưỡng chất thực vật trong các cái sản phẩm của Nutrilite. Ở bên cạnh đó, với cái sự kết hợp từ khoa học, có viện nghiên cứu Nutrilite sở hữu khoảng 100 cái phòng thí nghiệm trên toàn cầu. Đội ngũ nhà khoa học và chuyên gia dinh dưỡng có hơn 1.000 nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia nghiên cứu về sản phẩm, sở hữu hơn 150 bằng sáng chế cho những cái đột phá về sản phẩm, bao bì và công nghệ trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe. Cho nên nếu mà ai mà đã được nghiên cứu ấy, mà tìm hiểu thật cặn kẽ thì mọi người sẽ cảm thấy rất là tự hào khi bản thân mình được sử dụng những cái dòng dinh dưỡng tốt nhất trên toàn cầu. Kết hợp giữa cái tự nhiên và tổng hợp, tiên phong trong những cái thực phẩm chức năng từ nguồn dưỡng chất thực vật, góp phần mang lại những cái sản phẩm bán chạy số 1 thế giới và được người dùng toàn cầu tin tưởng. Vậy thì ở đây á, sẽ có một cái khái niệm về thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thì Thảo sẽ muốn cùng các bác anh chị điểm qua những cái điều khác biệt này. Thuốc thì nó chỉ sử dụng khi cần điều trị một loại bệnh nhất định và chỉ sử dụng khi có sự chẩn đoán và cho phép của bác sĩ nó để dùng điều trị bệnh ạ. Còn cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe là sử dụng như một cái phần của dinh dưỡng hàng ngày, sử dụng hàng ngày với cái liều lượng hợp lý, không cần cái sự chẩn đoán và cho phép của bác sĩ, và dùng để hỗ trợ sức khỏe tối ưu, ngăn ngừa bệnh tật. Sự khác biệt của thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nó có một cái phần giao thoa mà chắc là mọi người đã nghe tên rất là quen thuộc, đấy chính là cái thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng đó thì từ Thảo thì ở hiện nay đang sinh sống ở tại cái khu vực gần của sân bay Gia Lâm, là một trong những cái khu mà nó rất là nhiều cái hàng sách tay ạ. Trong vòng 10 năm qua khi Thảo sống ở đây á, thì nó có hình thành một cái chợ luôn, một cái chợ mà mua bán tấp nập các cái hàng mà về hàng sách tay ạ. Nhưng mà Thảo thấy là trong vài năm trở lại đây thì hình như người dân mình cũng đã ngộ ra rất nhiều thứ. Ví dụ như mọi người sẽ nhìn thấy được rằng là những cái sản phẩm mà sách ở bên châu Âu á, về bên Mỹ mang về á, thì cái cơ thể của những người ở bên châu Âu và châu Mỹ nó hoàn toàn khác với cơ thể của người châu Á, giống như là với lại người Việt Nam. Ngoài ra thì là đấy là nó liên quan đến cái liều lượng, nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra nữa là mình cũng không biết được rằng là vì là rất là nhiều cái thông tin về kiểm định thị trường người ta đã đưa ra là rất là đến 80% sản phẩm ở trên thị trường Việt Nam là nguồn hàng không rõ nguồn gốc. Cho nên là vô hình dung là người tiêu dùng đã sử dụng đến những sản phẩm hàng nhái, hàng giả. Khi mà có một cái sản phẩm mà thấy là được tin tưởng thì mọi người sẽ có cái trào lưu là sản xuất hàng loạt và sản xuất hàng nhái, hàng giả. Cho nên đấy là một cái điều cũng rất là đau đầu cho cái việc quản lý thị trường tại Việt Nam và bảo vệ người tiêu dùng. Và Thảo thấy rằng là 2 năm trở lại đây thì ở cái khu vực này là nó 2 đến 3 năm ở đây ạ, không phải dịch bệnh đâu ạ, mà nó sẽ đã có tình trạng là người ta ít quan tâm hơn đến những cái sản phẩm hàng sách tay, và người ta quan tâm nhiều hơn đến những sản phẩm mà phù hợp với bản thân và phù hợp với người Việt Nam. Vậy thì sẽ cùng Thảo điểm qua tại sao lại Thảo và gia đình đã lựa chọn cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite protein thực vật để làm một cái sản phẩm protein bổ sung cho gia đình, thay thế những cái phần còn thiếu. Cái Nutrilite nó là thương hiệu sản phẩm bổ sung protein bán chạy số 1 thế giới. Cái này thì là các cô bác anh chị mà cứ vào Google, bây giờ thì rất dễ để kiểm chứng thôi ạ. Các cô bác anh chị chỉ cần click chuột vào trong cái Google là đánh cái chữ Nutrilite thì vô vàn những cái thông tin mà các bác anh chị có thể kiểm định được. Và lưu ý là các bác anh chị hãy tìm vào những cái thông tin, những trang chính thống ạ. Và sẽ nhìn thấy một cái thương hiệu, nó là sản phẩm bổ sung bán chạy số 1 thế giới. Trong đó protein là một cái sản phẩm được yêu thích mà trong dòng sản phẩm của Nutrilite. Thành phần nguyên liệu protein chất lượng cao từ Nutrilite nó bao gồm những cái gì ạ?
Nó là protein chất lượng cao hoàn chỉnh với cái chỉ số PDK bằng 1, cung cấp 20 loại axit amin, trong đó có 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể chúng ta không thể tổng hợp được. Nó không chứa cholesterol, không chứa đường lacto và ít chất béo bão hòa. Và nó được hình thành từ đậu nành, phân lập, lúa mì và đậu Hà Lan. Đây thực sự là một cái sản phẩm protein hoàn chỉnh. Mỗi cái cây trồng có một cái sự theo dõi chặt chẽ từ khâu gieo hạt đến thu hoạch và chế biến. Cũng xin bật mí với các bác anh chị là Nutrilite đã ra sở hữu những cái nông trang hữu cơ duy nhất ở trên thế giới và được chứng nhận bởi Nutrisert. Tất cả những cái sản phẩm của Nutrilite đều được khép kín hoàn toàn từ khâu gieo trồng cho đến thu hoạch cho đến là ra thành phẩm. Tất cả đều được khép kín ạ. Cho nên là không có một cái kẽ hở nào để có thể một cái anh nào muốn hàng nhái, hàng giả có thể lọt khe được vào trong những cái sản phẩm của Nutrilite đâu ạ. Protein đậu nành phân lập của Nutrilite được sản xuất từ các hạt đậu được bảo quản đồng nhất qua từng giai đoạn và hạn chế tối thiểu khả năng hạt đậu biến đổi gen bị lẫn vào. Cho nên là ở trong các cái sản phẩm và chế phẩm từ đậu nành á, nhiều khi đã đọc các bài báo và chúng ta đều không biết được là có nên sử dụng với hàm lượng như thế nào. Bởi vì trong đó nó đã có những cái chất mà nó cũng có không tốt cho sức khỏe. Nhưng ở đây với cái áp dụng khoa học của các cái chuyên gia từ Nutrilite thì người ta đã hạn chế tối thiểu khả năng hoạt động biến đổi gen bị lẫn vào. Cho nên là rất là yên tâm khi sử dụng protein của Nutrilite. Các nguyên liệu đầu vào được kiểm tra chất lượng và đặc biệt là đặc điểm kỹ thuật tận hơn 40 lần cơ ạ. Mỗi cái mẻ trộn nguyên liệu được phân tích 10 chỉ tiêu kiểm nghiệm cần thiết. Protein của Nutrilite là dùng để bổ sung đạm thực vật cho người có mỡ trong máu cao, người có chế độ ăn ít đạm, sản phẩm có ít chất béo bão hòa và không có cholesterol. Sử dụng mỗi ngày sẽ giúp giảm nguy cơ mắc cái bệnh tim mạch ạ. Đó. Đối tượng sử dụng thì người lớn và trẻ em từ 3 tuổi trở lên là sử dụng được rồi ạ. Nhà Thảo thì cả Thảo, cả bố mẹ và con cái đều sử dụng sản phẩm này được hơn 5 năm rồi. Có thể nó rất là linh hoạt, có thể sử dụng cùng với sữa và các cái có thể xay sinh tố cùng với các loại trái cây, rất là ngon, dễ dùng ạ. Ngoài ra thì Nutrilite còn có, tại Việt Nam á, thì Nutrilite còn có một cái sản phẩm protein vị sô-cô-la. Nó được chiết xuất từ đậu nành và bột cacao. Công dụng bổ sung protein đậu nành chất lượng cao, ít chất béo, cũng cung cấp đủ 9 loại axit amin thiết yếu cho cơ thể. Nó là nguồn dinh dưỡng đa lượng cần thiết cho cơ thể mỗi ngày, giúp cung cấp năng lượng kéo dài và giảm cảm giác đói. Đối tượng sử dụng thì cũng từ 3 tuổi trở lên, cần bổ sung protein cải thiện sức khỏe và đặc biệt là cần thiết cho người có chế độ ăn ít protein, người có nhu cầu mỡ máu cao, người đang tăng cân, giảm mỡ. Và nó cũng là một cái sản phẩm mà rất hỗ trợ rất là tốt cho những người mà có chế độ ăn chay trường ấy ạ. Và chế biến thì nếu như mà mọi người không thích dùng thì mọi người có thể chế biến vào các loại bánh và đa dạng các món ăn và có thể trộn salad được ạ. Đó, sử dụng rất là thích luôn ạ. Vậy thì đến giờ Thảo sẽ tổng kết cùng với mọi người để xem là cái protein thì của Nutrilite thì nó có những cái điểm như thế nào. Thứ nhất, nó là một cái thực phẩm bổ sung protein số 1 thế giới, cung cấp một trong những cái chất dinh dưỡng quan trọng nhất của cuộc sống. Và tất cả mọi người đều cần protein chất lượng cao. Rồi protein chất lượng cao nó là protein hoàn chỉnh, không có nguồn gốc từ động vật, ít béo, không chứa cholesterol và không có cholesterol. Nó có cái nguồn gốc thực vật chất lượng cao, cái sự kết hợp độc đáo từ đậu nành, đậu Hà Lan và lúa mì với cái chất lượng dinh dưỡng cao nhất và chỉ số PDK được hấp thu là bằng 1. 100% nguyên liệu có thể truy xuất nguồn gốc ạ. Các có ba anh chị khi cầm một cái hộp protein trên tay thì có ba anh chị có thể lấy kim nhãn mang tem mác ạ và truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt từ hạt giống đến thành phẩm. Và mỗi một cái muỗng 10g protein á, của Nutrilite á, thực vật thì cung cấp 8g protein chất lượng cao. Và trung bình một người thì cần khoảng 60g protein tối thiểu trong một ngày. Cho nên là chúng ta sẽ có một cái liều lượng, biết cách để chia cái liều lượng hợp lý để sử dụng ạ. Và đây là một cái video để cho các cô bác anh chị nhìn thấy cái sản phẩm protein nó có những cái điều gì khác biệt
Thảo sẽ xin mời anh Tùng anh hỗ trợ cái phần này. Xin chào các anh chị, Tùng hôm nay rất là vui được chia sẻ cho anh chị một trong những dòng sản phẩm mà Tùng rất là ưa thích và gia đình dùng gần 10 năm nay, đó là thương hiệu Nutrinai. Đây là một thương hiệu bổ sung vitamin hóa chất hiện tại doanh số đang cao nhất trên toàn cầu. Vậy thì Nutrinai có điều gì đặc biệt? Thì hôm nay Tùng sẽ đại diện chia sẻ cho anh chị một cái sản phẩm mà Tùng rất là thích, đó là protein. Đây là đạm thực vật, thành phần chính là gồm đậu Hà Lan, đậu nành và lúa mì, đặc biệt là đậu đã được phân lọc anh chị ạ, và chỉ số hấp thu glucat là 1. Đây là không có cholesterol và rất ít chất béo bão hòa, cũng như là không có đường lacto. Đặc biệt của protein đấy thì nó khả năng là tăng sức đề kháng, tăng hệ miễn dịch, tốt cho xương, răng, tóc, móng, và đặc biệt hơn là những người già dùng thì hỗ trợ khả năng về huyết áp tim mạch. Và protein này thì hỗ trợ cho những người kiểm soát cân nặng giống như Tùng vừa rồi cũng trải qua quá trình kiểm soát cân nặng, thì nó kiểm soát cho mình cái năng lượng đổ vào cũng như giúp cho mình xây được cơ. Và protein này có một điều đặc biệt hơn nữa, nó là gồm hai loại axit amin, trong đó có 9 loại thiết yếu mà cơ thể người mình không tổng hợp được. Và 9 loại axit amin thiết yếu này thì có tỷ lệ khớp với tỷ lệ axit amin cơ thể người mình cần, và nó có khả năng là sửa chữa và phục hồi. Xin chào các anh chị, Tùng xin chào các anh chị, Tùng cái mạng nhà Thảo có vấn đề một tí, Thảo xin phép phát lại cái video ạ. Xin chào các anh chị, Tùng hôm nay rất là vui được chia sẻ cho anh chị một trong những dòng sản phẩm mà Tùng rất là ưa thích và gia đình dùng gần 10 năm nay, đó là thương hiệu Nutrinai. Đây là một thương hiệu bổ sung vitamin hóa chất hiện tại doanh số đang cao nhất trên toàn cầu. Vậy thì Nutrinai có điều gì đặc biệt? Thì hôm nay Tùng sẽ đại diện chia sẻ cho anh chị một cái sản phẩm mà Tùng rất là thích, đó là protein. Đây là đạm thực vật, thành phần chính là gồm đậu Hà Lan, đậu nành và lúa mì, đặc biệt là đậu đã được phân lọc anh chị ạ, và chỉ số hấp thu glucat là 1. Đây là không có cholesterol và rất ít chất béo bão hòa, cũng như là không có đường lacto. Đặc biệt của protein đấy thì nó khả năng là tăng sức đề kháng, tăng hệ miễn dịch, tốt cho xương, răng, tóc, móng, và đặc biệt hơn là những người già dùng thì hỗ trợ khả năng về huyết áp tim mạch. Và protein này thì hỗ trợ cho những người kiểm soát cân nặng giống như Tùng vừa rồi cũng trải qua quá trình kiểm soát cân nặng, thì nó kiểm soát cho mình cái năng lượng đổ vào cũng như giúp cho mình xây được cơ. Và protein này thì có một điều đặc biệt hơn nữa, nó là gồm hai loại axit amin, trong đó có 9 loại thiết yếu mà cơ thể người mình không tổng hợp được. Và 9 loại axit amin thiết yếu này thì có tỷ lệ khớp với tỷ lệ axit amin cơ thể người mình cần, và nó có khả năng là sửa chữa và phục hồi tế bào bị hư hỏng. Bởi vì hôm nay tôi sẽ giúp cho anh chị nhìn thấy cái khả năng sửa chữa phục hồi tế bào hư hỏng thông qua một cái demo cho mọi người nhìn thấy trường hợp những người bị đau dạ dày. Tùng tượng trưng đây là một cái cốc làm cái dạ dày chúng ta, đúng không ạ? Và trong dạ dày chúng ta thì có những axit dịch vị tiết ra để nhào trộn các thức ăn, thì Tùng sẽ bắt chanh tượng trưng cho là những cái axit dịch vị tiết ra đó, và Tùng sẽ giúp anh chị nhìn thấy đây là giấy quỳ tín, đúng không ạ? Chất chỉ thị màu, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy được là màu đỏ tức là axit, anh chị thấy không, là axit. Thì Tùng sẽ san ra để cho anh chị thấy luôn, và bên này Tùng sẽ lấy protein. Những người bị đau dạ dày thì cái vết thường thường họ hay bị viêm ấy, chảy xước, nên là axit dịch vị sẽ tiết ra để làm xót và đau và rát. Nên là cái protein này thì rất là hay, là thứ nhất là khi chúng ta mà uống vào thì đầu tiên ấy, nó sẽ bao lại cái vết viêm loét đó, làm trung hòa cái axit dịch vị nó tiết ra, làm cho chúng ta không bị đau nữa. Và sau đó thì protein này giúp cho chúng ta tái tạo và sửa chữa những tế bào bị hư hỏng luôn. Đó, đây tôi sẽ cho anh chị thấy luôn. Bây giờ tôi sẽ thử cho anh chị thấy có sự khác biệt. Đây anh chị thấy không ạ? Khi protein vào nó trung hòa luôn axit dịch vị, nên là khi đó thì axit dịch vị nó tiết ra cái vết viêm loét đó thì nó trung hòa luôn, nên chúng ta không bị đau nữa. Và đặc biệt hơn là protein nó từ từ sửa chữa phục hồi làm lành cái tế bào. Và anh chị nhìn ạ, đây là cái phần chúng ta đã nhúng protein, và đây chúng ta sẽ nhúng vào bên đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy ạ, cái chỗ nhúng vào protein ấy, nó sẽ khi mà axit dịch vị tiết ra nó không làm đỏ giấy quỳ nữa, tức là nó trung hòa luôn rồi.
còn cái phần ấy mà chưa nhúng vào protein thì nó vẫn bị đỏ. Đấy, chị thấy không? Nên là protein này thực sự là một cái giải pháp rất là tốt, hỗ trợ giúp cho chúng ta làm sửa chữa phục hồi những tế bào hư hỏng. Những người đau dạ dày hoàn toàn có thể giải quyết được những vấn đề làm lành vết loét. Chúng ta thừa biết là đau dạ dày có rất nhiều những nguyên nhân gây ra đau dạ dày, nhưng khi chúng ta bị viêm loét thì nhất định đây là một cái giải pháp giúp chúng ta làm lành những vết loét. Hy vọng rằng thì protein này sẽ giúp cho anh chị giải quyết những vấn đề về sức khỏe, cũng như những ai đó đau dạ dày thì chúng ta hoàn toàn có thể đây chọn đây là một giải pháp để chúng ta giải quyết được gốc rễ của vấn đề làm lành những vết loét, để từ đó chúng ta sẽ khỏi được vấn đề đau dạ dày. Vâng ạ, cảm ơn các anh chị ạ. Xin cảm ơn anh Tùng. Vâng, với phần chia sẻ của anh Tùng thì đã giúp cho các bác anh chị rõ hơn về những cái tác dụng của protein của Nutrilite. Vâng, và Thảo xin kết thúc cái bài chia sẻ ở đây.